Hạnh Các Thánh, ngày 28 tháng 12, lễ Các Thánh Anh Hài. Herode Đại Đế là vua xứ Judea nhưng không được dân chúng mến chuộng vì ông làm việc cho đế quốc La Mã và ông rất dửng dưng đối với tôn giáo. Vì lý do đó ông luôn cảm thấy bất an và lo sợ bất cứ đe dọa nào đối với ngai vàng của ông. Ông là một chính trị gia giỏi và là một bạo chúa dám thi hành những việc tàn bạo. Ông giết chính vợ ông, anh của ông và hai người chồng của cô em, đó chỉ là sơ khởi. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 2 câu 1 đến 18 kể cho chúng ta câu chuyện sau. Herode thật bối rối khi các nhà chiêm tinh đến từ Đông Phương hỏi về vị vua mới sinh của người Do Thái mà họ đã thấy ngôi sao của người. Và các vị chiêm tinh được cho biết trong sách Thánh Do Thái có đề cập đến Bethlehem là nơi đấng cứu tinh sẽ chào đời. Một cách xảo quyệt, Herode dặn họ là hãy báo cho ông biết sau khi tìm thấy vị vua ấy để ông cũng đến thần phục. Các nhà chiêm tinh đã tìm thấy hài nhi Giêsu, họ dâng ngài các lễ vật. Và được thiên thần báo mộng về ý định thâm độc của Herode và khuyên họ hãy thay đổi lộ trình trên đường về. Sau đó thánh gia trốn sang Ai Cập. Herode vô cùng tức giận và ra lệnh tàn sát tất cả các con trai từ 2 tuổi trở xuống ở Bethlehem và vùng phụ cận. Vì Bethlehem là một thành phố nhỏ, số trẻ bị giết có lẽ khoảng 20 hay 25. Sự kinh hoàng của việc thảm sát và sự tuyệt vọng của các cha mẹ đã khiến thánh Matthew trích dẫn lời tiên tri Jeremiah ở Rama và nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Rachel khóc thương con mình. Matthew chương 2 câu 18. Bà Rachel là vợ của ông Jacob. Bà than khóc ở Rama là nơi người Do Thái bị tập trung lại sau khi bị người Assyria bắt làm tù binh. Lời bàn, 20 trẻ em thì chỉ là số ít so với sự diệt chủng và sự phá thai trong thời đại chúng ta. Nhưng dù đó chỉ là một người, chúng ta cũng phải nhớ đến tạo vật quý trọng nhất mà Thiên Chúa đã dựng trên mặt đất, đó là con người, được tiền định để sống đời đời và được chúc phúc nhờ sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Lời trích, lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự sống ngay cả trước khi chúng con có thể hiểu biết lời nguyện trên lễ vật lễ các thánh anh hài.